Jimmy nghĩ đó là khi nào cái market mà của crypto này đó nó sẽ hồi phục lại vậy Jimmy? Thì trước hết Jimmy muốn nói đó là theo cái quan điểm của Jimmy, và thường thường đó là mình đoán những cái market đó khi mà nó lên xuống hay là khi nào hồi phục lại đó, cái đó là một cái điều rất là khó. Cái mà Jimmy muốn nói với quý anh chị là như thế này, là mình đầu tư đó là mình phải suy nghĩ đến lâu dài. Là khi mà mình suy nghĩ như vậy đó thì cái market nó có hồi phục hay không hồi phục đối với mình nó cũng không có quan trọng cho mấy, tại vì mình đã xác định long term là vài năm sắp tới. Nhưng mà để trả lời câu hỏi cho quý anh chị luôn nha, bất công để quý anh chị nói là mình hỏi đang hỏi câu hỏi này, mình trả lời câu hỏi general, thì theo Jimmy nghĩ đó, cái market ngay bây giờ đó nó đang rất là nhiều. Thì đối với Jimmy nghĩ đó là cái market của crypto này đó nó sẽ hồi phục lại một lần nữa. Ok, có thể là Jimmy hy vọng. Ok, cái này nó chữ hy vọng thôi nha. Tại vì trước đây đó Jimmy cũng hy vọng là stock market nó sẽ hồi phục lại một lần, lên lại một chút, và sau đó Jimmy đoán là nó sẽ gớt lại và nó sẽ đi vào trong cái vấn đề nó gọi là market crash luôn. Thì Jimmy đã đoán về cái phần stock market đúng rồi, cho nên Jimmy là out cái phần stock. Nhưng mà đối với cái phần crypto này đó, Jimmy hy vọng là crypto có thể là khoảng chừng một vài tháng nữa, Jimmy hy vọng trong cái tháng 7 này đó là cái crypto market nó sẽ hồi phục lại tháng 7, tháng 8. Và nếu mà market crypto nó hồi phục lại tháng 7, tháng 8 thì Jimmy nghĩ nó không sớm không muộn gì, Jimmy đoán thôi, không sớm không muộn gì thì cái crypto market này nó cũng sẽ đi vào mùa đông. Cái lý do mà Jimmy nói sơ qua đó thì Jimmy thấy đó, hiện tại như bây giờ chính phủ đó là trong thời gian vừa qua nó in quá nhiều tiền, có nghĩa chính phủ in quá nhiều tiền, nó giống như là một cái bong bóng mình thổi lên vậy đó, thổi lên thì nó chưa có bệ, nhưng mà qua một thời gian thổi nữa nó sẽ bệ. Thì Jimmy nghĩ đó là cái market hiện tại ngay bây giờ đó là nó đang bị inflation, là từ một tô phở bây giờ thành 13 đồng một tô phở, trước đây chỉ có 3 đồng hay là 5 đồng một tô phở thôi. Và sau đó đó quý chị thấy là từ một cái trái dưa hấu mà Jimmy thấy đó là khoảng chừng là 1-2 đồng một trái dưa hấu, bây giờ lên tới 7-8 đồng một trái dưa hấu luôn rồi. Thì nói chung là từ gas cũng vậy, nữa là gas hồi xưa rất là rẻ tiền, bây giờ rất là mắc tiền luôn. Cho nên á là inflation hiện tại ngay bây giờ là real, là sự thật. Mà khi mà inflation á mà nó gia tăng thì chắc chắn á, chính phủ á sẽ làm một cái điều, có nghĩa là họ đã in một số tiền quá nhiều rồi thì chắc chắn họ sẽ làm, có nghĩa là họ sẽ tìm cách gia tăng cái interest rate lên. Trong những cái điều giống như là nhà sẽ gia tăng interest rate lên, mua xe cũng gia tăng interest rate lên, và thậm chí chính phủ sẽ tìm cách đóng thế cho những cái small business và cho người dân. Thì khi mà những cái sự cố đó xảy ra đó, chắc chắn một điều đó là khi mà người dân họ cái income của họ không nhiều, và thậm chí job làm cũng không có nhiều, và thậm chí bây giờ họ chơi cái phần cổ phiếu cũng như là crypto không có kinh nghiệm, thì họ sẽ bị những cái margin call là khi mà option expire, khi mà crypto expire margin call, là nó sẽ lấy tiền của mình đi vào thời điểm đó nếu thật sự ra mình không có tiền để trả. Thì những người dân họ sẽ mang nợ, và khi họ mang nợ họ không có cái income thu nhập hàng tháng, hay là những cái income của họ không đủ cao đó, thì bây giờ họ trả interest rate cao nè, bây giờ họ không có đủ tiền để trả tiền nhà thì nhà sẽ bị kéo, và có thể nó sẽ đi vào trong cái tình trạng như là năm 2000 và 2008. Mà khi những cái điều đó xảy ra đó thì tại nước Mỹ nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thì cái lúc đó Jimmy nghĩ đó là mình sẽ đi vào recession, và Jimmy nghĩ là hiện tại cái tình trạng nó đang chuẩn bị xảy ra và cũng đã xảy ra một phần nhỏ rồi, cho nên mình chưa cảm nhận được thôi. Thì Jimmy nghĩ là cái crypto market đó nó sẽ lên lại, có thể là vào khoảng chừng tháng 7, tháng 8, và sau đó có thể là vào tháng 9, tháng 10, và trước năm 2023 thì Jimmy nghĩ có thể là mình sẽ đi vào trong winter của phần crypto. Và nếu mà trễ hơn nữa đó thì có thể là vào những cái tháng từ tháng 3 cho đến tháng 6 năm 2023 là trễ lắm luôn, thì mình sẽ đi vào winter. Thì cái điều mà Jimmy muốn nói tới là các bạn hãy phải chuẩn bị tâm lý là khi mà cái crypto winter là mùa đông xảy ra đó, các bạn phải làm điều gì để sống sót trong mùa đông. Các bạn đã có chiến thuật gì để sống sót trong mùa đông chưa? Thì trong những cái video sắp tới đó, Jimmy sẽ chia sẻ những kiến thức là làm sao khi cái crypto market mà nó đi vào mùa đông mình vẫn có cách để sống sót, và nếu mà nó không vào trong mùa đông mình cũng sẽ có cách để mình sống sót. Cái đó là cái chìa khóa, là mùa đông mình vẫn kiếm ra tiền và mùa hè mình vẫn có thể sống sót được, và mùa nào mình cũng có thể sống sót được. Tại sao? Là một nhà đầu tư dạy bán thì mình phải có những cái kế hoạch mình chuẩn bị cho bản thân của mình là đi vào mùa nào mình vẫn có thể bơi lội được. Ok, rồi good luck anh chị nha, và hãy nhớ đầu tư thông minh.